Rồi, bây giờ cô gọi hai bạn đầu tiên trước nha. Nếu làm xong thì đọc lên, còn chưa làm xong thì làm tiếp ha. Bây giờ cô gọi hai bạn đầu tiên. À, có bao nhiêu câu đây? Thì chia phân nửa đọc đọc nhé. Lần đầu tiên các bạn lặp lại 3 lần. Lần đầu tiên các bạn đọc cho cô để cô coi xem có chỗ nào đúng hay là chỗ nào sai, cô sửa. Lần thứ hai là các bạn sửa xong rồi các bạn giao tiếp. Đó, còn đọc lại một lần nữa xong rồi đổi vị trí cho nhau, người hỏi người trả lời, người hỏi người trả lời. Đó. Lần đầu là đọc, lần sau là thứ hai là luyện nói ha. Đọc để sửa đúng sai hoặc là gì chỗ nào thiếu chỗ nào thừa. Còn đúng thì thôi. Bây giờ cô gọi mà hai bạn nha, làm xong thì đọc lên, còn chưa làm xong thì cô gọi bạn khác ha. Bây giờ cô gọi bạn Mai Linh đi. Linh làm xong chưa Linh? À, Linh và Trần Thị Ánh Nguyệt, có bạn nào tên Nguyệt không ạ? À? Nguyệt hôm nay có tham gia lớp không? À, Nguyệt làm xong chưa em? À, làm mới câu đầu thôi à? À, có bao nhiêu câu đây hai em? 8 câu. Hai bạn đọc cô 4 câu đầu tiên ha. Mai Linh đọc trước đi. Phật kê nại si ca, đúng không? Câu của em. Nô mu gì đây? Chua sơ nha. Bị bắt quy tắc B bị biến thành U. Chua. À, chua sơ. Mua rừng hoặc là trang môn. À, tạch ta yếu thôi. Tạch ta cho yếu thôi. Tại vì sao không thêm chu xe yếu? Là vì A sơ nó không đi được với những đuôi đề nghị và ngũ ghê. Hôm sau mình sẽ học tới cái này. Hôm sau mình sẽ học nghì ca và tên mưu nê. Thì cô sẽ cho các bạn phân biệt là A sơ, nghì ca và tên mưu nê sử dụng như thế nào. Vì sao A sơ không được đi với đuôi ư xê ô đưa ra là mình là thân dụ. Là khi cô để khi mà mình học luôn nghì ca, tên mưu nê vì nó cũng là lý do vì nên. Học ba cái đó luôn rồi cô sẽ phân biệt sao. Còn chỗ này chỉ chia về đuôi bình thường thôi, không được chia về đuôi ra lệnh hoặc là đuôi thỉnh dụ giống như lề dố cài dố đối với ai sơ. Thì chỗ này mình chia về bình thường là tạc ta trôi dỗ thôi. Vì sao không được thì để ngày buổi sau thứ tư cô cho học nghề ca và tên mình nay cũng sẽ giải thích chỗ này nè. À, tiếp theo Nguyệt. Nê mua rừng. À, tạc kết sơ ở hoặc là tạc tinh kèo cũng được. Tạc kết sơ ở cũng được nha. Như kết sơ ở thì có nghĩa nhất định, đôi khi nó trong trường hợp này nó tôn kính quá thì ở đây mình tạc tinh kèo. Tại vì mình bị tác động ở người ta kêu, người ta họ kêu mình là đóng cửa cho, thì ở đây mình dùng kèo. Ok, kèo, kết và ưng rưng kèo đều là sẽ, nhưng mà kèo là sẽ bị tác động, khi bị tác động của người khác nên cái việc đó mình sẽ làm. Thì chỗ trong trường hợp này tạc tinh kèo sẽ hợp lý hơn. Đó, kết đối với kết và ưng rưng kèo thì ở đây lớp 1 cô đã dạy, như bây giờ các có bài mặt mới cho nên cô nói lại. Đối với kết là một cái sẽ nhất định, nhất định mình sẽ làm một cái hành động gì đó thì mình dùng kết. Nhưng khi mình có ý định ưng rưng co hèo hoặc gì đó, ý định, dự định của mình có thể làm hoặc không, có thể không làm, không nhất định thiết một cái việc gì đó, thì mình dùng ưng rưng co hèo. Còn kèo cũng có nghĩa là sẽ, nhưng khi bị tác động của người khác nên mình sẽ làm. Cho nên chỗ này mua lên tập tinh kèo sẽ hợp lý hơn. Đó, lúc em dùng kết sơ cũng ok, không sao nhé. Nhưng mà trong trường hợp này mình dùng kèo nó có thể hợp lý hơn một chút xíu. À, rồi câu số 2. Đúng rồi. Shikan ni isunde. Là it này bỏ tà đi, có bắt chim mình thêm là sunde. Mùa hè á. Đúng không Linh?
câu quen mùa hè á, mùa hăng cày á sẽ làm gì? Ok, mùa hăng cày gì á nguyên đúng rồi. Si can ni sun te ca chốt ca chốt cả chi học thêm qua khoa Iran cùng với cũng được, còn không ca chốt cả chi không cũng được. Ca chốt cả chi hoặc là chỗ này mình có thể thêm qua hà cô Iran hiểu được nha. Ca chốt qua cả chi hoặc là ca chốt cả chi cùng gia đình gió hen kha tà đúng không Nguyệt, hoặc là ha tà gió hen khá khai ô. Hoặc là khanh coi gì cũng được bạn hả? Bạn hỏi đừng coi gì thì mình trả lời đừng coi, không là khai rồi cũng được ha. Rồi câu số 3. À, y cờ sư nu cuê của ai? Nu cuê u san y hiểu. Hai Nguyệt. Cái từ cái câu là cái này là ô của bạn Yuna đúng không? Câu trả lời tiếng Việt em đọc lại cho cô. Yuna e u san imita i ka sun. Yuna e u san. Nếu bạn hỏi y gì rồi thì mình trả lời y gì rồi luôn đi. Để bạn hỏi lịch sử thân thiện mà. Bây giờ mình trả lời lịch sử thân thiện luôn. Y gì rồi. Cái này là ô của bạn Yuna. Đó, mình không cần là y cả sơn u san này gì đó. Nó dư thêm một khoảng nữa. Cho nên là về đây câu này mình chỉ ghi như thế này được rồi. Y cả sơn Yuna e u san y gì rồi là của bạn Yuna. À, cho nên là câu cũng hơi dư chỗ này chút xíu hả. Mình thấy ghi nên là ok à. Rồi bây giờ tiếp theo câu số 4. Ibuni nu ku seo hoặc là ibunu cũng được, mình muốn hỏi mình muốn không muốn nhấn mạnh nu ku seo nguyệt. Đúng rồi. Ibunu che onni câu của em đúng không? Che onni e à nam phani e à ok nam phani e à. Rồi bây giờ hai bạn giao tiếp với nhau đi, hồi nãy là đọc để cô sửa có chỗ nào cô chỉnh lại, nhưng mà bây giờ là nói hai bạn giao tiếp với nhau đi. Rồi đổi lại. Ok, đó, giao tiếp được thế này ok nha. Mà cô thấy chắc là Nguyệt lần đầu tiên hơi run đúng không? Hơi bỡ ngỡ hả? Cô thấy là hơi run, đọc thì hay, nói cũng hay. Nhưng mà trong cái khoảng cách cô thấy là
lần đầu tiên nói hơi bỡ ngỡ tí xíu à, tại vì là mới lên học thế là nói hơi bỡ ngỡ tí xíu, cứ nói tự tin lên. Ở đây lên bảng mình giao tiếp cũng thế, cứ tự tin nói lên, sai sửa không sao cả, nói nó quen à. Như ở lớp đây đây luyện cũng thế, cứ nói như chỗ như nói là gì đây, hỏi thì cứ lên giọng, mà nãy cô đọc thì khác mà nói thì khác. Ví dụ như chỗ này à, à nãy xin cảm ơn mua chua rồi mua thật tao chua rồi chẳng hạn, ở trong cái trường hợp những trường hợp đó à nè chẳng hạn mua rưng thật tưng kèo đó, trong trường hợp mình giao tiếp à, giao tiếp giống như là ở trong trên bảng thì cô như cô nói trong trên bảng chưa có tình huống cho lắm thì đôi lúc mình giọng điệu mình đôi lúc chưa được à, vẫn còn là nó ngang ngang một tí xíu, nhưng mà khi vào giao tiếp hỏi lên giọng xuống à, ngân nga đấy, cho nên là từ câu 1 tới câu 4 các bạn làm đúng hết rồi, cô chỉ sửa một chút xíu chưa đầy thật. À, thì ở đây các bạn có bạn nào làm khác hoặc là làm sai chỗ nào các bạn sửa lại, hoặc là trong những câu này các bạn chỗ nào không hiểu đó. Đây là những kết hợp cô cho cấu trúc kết hợp với nhau luôn, hồi nãy mình mới học là chỗ này nè, sinh tê cô cũng cho vào ưng rưng tê, ở đây là e cấu trúc à, e vừa mới mình mới học hồi nãy của ai của cái gì danh từ chỉ sở hữu à. Sai thì sửa vào, còn không gì cứ hỏi, không hiểu gì cứ hỏi nha. Ok thì cô bôi đi, cô đi đến 4 câu tiếp theo. Các bạn 2 phút suy nghĩ. Ok hết rồi đúng không? Bây giờ đi tiếp ha. 4 câu tiếp theo cô nhờ hai bạn làm cho cô 4 câu tiếp theo nha. Bây giờ có bạn Phương không? Phương, các bạn nào tên Phương mà Phương à, như là Phương hôm nay bận hay sao? Phương chưa làm xong à? Phương làm bao nhiêu câu rồi? Mới làm câu số nào rồi? Từ từ làm đi ha. Bây giờ cô có một bạn nữa thứ. Bây giờ cô có lớp mình có hai Liến, Vũ Thủy Liến và bạn Liến thôi. Hai Liến hôm nay có học không ơi? Mình có một bạn là Vũ Thủy Liến, một bạn là Thanh Liến. Hai bạn Liến luôn đi. À, hai bạn Liến đặt lên cho cô nha. Hai bạn làm xong chưa? Chỗ à còn câu cuối cùng đúng không? Ừ, cứ làm đi, một tí nữa cô cho các bạn 2 phút nữa ha. 2 phút được rồi luôn. Chỗ bạn Vũ Thị Liến cô nghe bé quá. Em nói lại thì cô nghe thử sao? Chưa nghe rõ. À, nhỏ lắm. Các bạn nghe nhỏ không? Thế sao cô thấy nghe nhỏ gì? Em thử, em có mở lo hay là gắn tai nghe hay là em học bên mở à đúng rồi, trên máy tính cho nên là cái tiếng hơi nhỏ. Ồ, có tai nghe thì em nếu mà em gắn tai nghe vào thì có thể là nghe lớn hơn, còn máy tính nó không như điện thoại, mình mở lo máy tính lên đôi khi mình nói qua máy tính nó truyền qua đây nó rất là bé, để cho mình gắn tai nghe qua nó rất là mới lớn thôi. Cho nên là cô nghe bé lắm. Em thử gắn tai nghe vào thử xem. Vẫn bé. Sao kỳ thế nhỉ? Bé lắm. Nghe bé xíu. Thử tăng âm, thử lên như thế nào? Tăng âm hay được không? Bây giờ nghe bé đó. Nghe xíu đi. Rồi, tạm thời bạn Vũ Thị Liến thật sự là cô không nghe được, cho nên là có thể hôm sau em chỉnh lại một tí xíu cho cô nghe ha. Bây giờ đọc lên cô cũng không nghe được. Bây giờ cô tạm thời cô gọi bạn khác ha.
hết, nghe rất là bé luôn, không nghe được gì hết. Bây giờ cô mời bạn nghe bé lắm. Vân, có Vân không ạ? Bạn Vân và bạn Nhung. À, Nhung đang làm câu 7 ạ. À? Thì đã rồi, Nhung làm xong cho em, có bạn nào tên Nhung không? Vân Nhung hay là bạn Nguyễn Thị Tiểu Ly? Ly làm xong cho em. À, Ly làm xong đúng không? Rồi Ly làm xong với bạn Hoàng Thị Nhung, có bạn nào tên Nhung không nhỉ? Anh em không có Nhung đúng không? Hương này, Thu, bạn Thu Thùy này, có bạn nào tên Thu Thùy không đây? Thu Thùy làm xong chưa? Sai thì sửa không sao cả. Hai bạn đọc cho cô bốn câu còn lại đi. Sai sửa không hiểu thì hỏi. À, ai đọc trước cũng được. À, ai đọc trước cũng được ha. Rồi. À, Ichikap. Lam siêu chi cáp y đó. Lang si ơi hoặc là e chi cáp y hiểu đó. Cái ví này là cái ví của bạn là à. Rồi tiếp theo Thu Thi. Thi thập đọc đi Thi. Thi đây. Thì mở lo lên nhé, mở lo lên là đọc được. À, à. Hoa e chi cáp y eo, mình còn từ thiếu từ e. À, lang si e chi cáp bi an ni eo. Tại vì sao có ika đây? Tại vì ika đi với anemita, anemita danh từ đi với ika, anemita có nghĩa là không phải cái gì đó. À, cho nên chỗ này gọi là chikapi anemita, chỗ này học lớp 1 nha, cho nên là trợ từ. Mình là dùng trợ từ luôn cho chính xác, cho câu có đầu có đuôi có trợ từ ha. Ayo lam si e chikapi anemita, mà là của bạn nào đây? Đúng rồi. À, hoa e chi cáp y e o. Chi cáp y e o. Rồi, câu số 2. À, nãy si ca thập tà. À, thô ôn tê bị bắt quy tắc. Khi đi với đuôi ưng rừng, thập tà này bị biến thành đô, không có chim mình thêm e là thơ un tê. À, người kia khải đó. Rồi, Thu Thùy. À, đúng rồi. Chờ nương su dân hà cô, đúng không? Câu của em. À, su dân hà cô công quân nhẹ sợ. Đúng rồi. Sang check hẹo. À, bồ thông cũng cho từ bồ thông nào vẫn được. Thường, thường thì tôi bơi lội và đi dạo công việc. Tiếp tục câu số 3. Băng HT mùa hè đúng không? Câu quen. À, băng hát tê mùa hè.
Và kỳ nghỉ hả? Lúc kỳ nghỉ bạn làm gì? Thu thi. Đúng rồi, xít tăng nghề sao? A rư bài y thư, là người ta nói tắt người ta ai bài a bư a rư bài y thư rư. Hiểu rồi, tiếp tục câu số 4. Câu 4 đúng không? Ô, câu số 8. Câu cuối cùng đúng không? À, ý kinh cài đúng rồi. Câu này có số máy này 4, và câu này là 5. Câu này 6, 7, 8. Chi cung gì đây? Cá chi. Tiếp. Tô sau khoa nghe. À, tô sau khoa nghe khả sơ. Rồi. À, ê, khả sơ đi đi đến gì đây? Đi đến chỗ này rồi đọc sách nhỉ, đọc sách nhé. Ít cơ cải ốc. À, các bác chia mình thêm gì đây? Ê, lên cải ốc, lên là có cái cải ốc. Thu thi. À, đúng rồi, kita rồi ô. À, chi không bập ba sao? Dù không dùng chu xe yo như cô hay nói hồi nãy, a sơ không đi với đuôi mệnh lệnh là ư xe yo hoặc là ư đương cải yếu, ư đương lệ yếu. Buổi sau mình sẽ tìm hiểu chi cung là bập ba sơ này, xăm xít buồn nè, guitar cho guitar cho yo. Rồi bây giờ hai bạn giao tiếp với nhau đúng hết rồi đấy, những câu của các bạn đúng hết rồi, thì chỉ có một chỗ này cô sửa lại một tí xíu rồi còn nhiều đúng hết rồi. Rồi bây giờ mình giao tiếp với nhau đi. À, check cưng cái cân cải đó. Cô thấy tôi check này nhé, check cưng để cân cải đó. Rồi. Đổi lại. Guitar cho yo. Lặp lại đi. Chỉ cần bà sơ. Lặp lại cho su su một tí. À, guitar cho bây giờ quen chú xì rồi ha, cho nên là guitar cho yo. Đó, bình thường thôi. Lặp lại một lần nữa đi. À, guitar đó, trời ơi, đứa nào mình chỉ mình đứa đấy mình hay chu xì rồi cho nên mình quen đúng không ạ? Rồi, ok các bạn, hai bạn giao tiếp cũng ok đấy. Và nhớ trong những trường hợp này như thế này này. Bây giờ
khi học cách phát âm thì tại vì là các bạn mới cho nên là đôi khi ở cách phát âm ở lớp 1 mình chưa có tìm hiểu sâu rồi trong đấy, nhưng cô nói là những chỗ phát âm mà nên luyến lấy là kết thúc phụ âm mà bắt đầu bằng nguyên âm này, thì mình đọc luyến lên này. Đây kết thúc bằng phụ âm mà bắt đầu bằng âm, ví dụ như lan xe chỉ gặp đi hiểu, đọc giống như là chữ bờ này luyến qua chữ y à, không đọc là chi cắp y dẻo luôn mà cũng không đọc là chi cắp bi dẻo luôn mà mình liếm nhẹ thôi, chi cắp bi dẻo bi bi à, giống như chữ bi đã liếm qua ở đây cũng thế, hoa xe chi cắp bi dẻo đọc giống như chữ bi nha, kết thúc một phụ âm và bắt đầu ngâm mình đọc luyến cái phụ âm đó vào ngâm âm tiếp theo, ở đây cũng thế trong trường hợp này này à, đâu đây những cái liếm lại đây à, checker à, đọc liếng là tức là check in đấy, nhưng mà khi mình đọc là checker eager à, đọc cái chữ này liếng lên kết thúc một âm mà bắt đầu vào nguyên âm eager gãy ó eager, đọc giống như chữ kinh eager gãy ó. Và gì đây, ví dụ như là trong gì đây, ở đây là cả chi là ok rồi, trong những trường hợp liếng lấy này ở đây chưa có nhiều à, chỗ này cũng thế con quên nè so, đáng lẽ viết là con quên e so, đọc là con quên e so, nhưng mà khi người ta đọc người ta đi đây kết thúc một âm bắt đầu một nguyên âm này e này, thì người ta đọc luyến lên con quên nè so giống như chữ nè nè so n e nè này, nhưng người ta sẽ không đọc nhấn mạnh là con quên nè so hoặc là con quên là e so, không nhấn mạnh những chỗ luyến lấy, người ta luyến rất là nhẹ, mình nghe hơi gió thôi, hơi gió qua những chỗ này đó, con quên nè so à, đọc giống như nè so, cho nên là cô thấy ban đầu các bạn gì đây nói và đọc ok đấy. Đây đọc nó khác, đọc thì các bạn có thể đọc băng 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 được, nhưng khi cô kêu các bạn giao tiếp ấy, thì hỏi lên giọng trả lời mềm mại nhẹ nhàng xuống dưới, đâu cô nào gì đây câu nào ngân nga, ví dụ à nãy xin cao thường thế ở thi khảo ở thi khảo đó đó, cho nên là gì đây à, ban đầu khi vì sao cô kêu các bạn đọc đọc là một quận nữa, nhưng mà khi giao tiếp là gì đây nó khác nữa, giao tiếp là mềm hơn một xíu. À, cho nên là gì đây, trong từ câu số 7 câu số 8 cô nhờ hai bạn nữa luyện cho cô một lần nữa à, rồi bây giờ cô cho các bạn 2 phút suy nghĩ, nếu có gì không hiểu hoặc là trong ngữ pháp từ ba ngữ pháp này có gì không hiểu các bạn hỏi luôn, cô giải thích luôn nha. Bây giờ cô nhờ hai bạn nữa, bây giờ cô nhờ bạn Thùy Linh đi ơi, hỏi đi lên à. À, giờ cơ cũng không sao mà Kha Sơ cũng không sao. Ở đây là ý của bạn là đi đến thư viện rồi đọc sách nhé. Đâu có gì khác nha. Còn nếu như đi đến thư viện để đọc sách nhé thì mình có ngữ pháp khác. Cho nên câu của bạn hợp lý, cho nên là gì đây? Câu trong trường hợp này cho nên là cô không sửa. Còn nếu như theo ý của hồi nãy cô đọc là câu chính xác phải là Tô Sa Hoang. À, checking thì cưa để đọc sách. Mình có cấu trúc ư ra kha tạo ô tả. Chết cơn ị cư ra tô sa pha nghe khăn cải ố. Đó, cấu trúc ư ra đi với kha tạo ô tả hoặc là ư ra cô có nghĩa là đi đến đâu để làm gì. Câu hồi nãy cô cho là nếu mà đi đến để đọc sách thì ở đây chi cung cả chi chết cơn ị cư ra tô sa pha nghe khăn cải ố. À, là câu chính xác, nhưng đối với câu của bạn này cũng không phải là sai. Mình đi đến thư viện rồi đọc sách nhé. Mình đi đến thư viện rồi đọc sách nhé. Đó, không sao. Đó, cho nên trường hợp này bạn dùng đúng. Tôi sẽ phải nghe thả sơ. Đó, vẫn như nghĩ nhau mình đã đi để đọc sách. Còn các bạn này đi rồi đọc sách nhé, cũng không sao. Đó, một cái là các bạn dùng cấu trúc khác, các bạn dùng kha sơ. Một cái là mình dùng cấu trúc ư ra kha tạo tập đi để. Cho nên nghĩa nó cũng na ná nhau, không phải sai. Đó, cho nên là cô vẫn để như thế. Cho nên là Thùy Linh để cái câu này vẫn ok, không sao cả, cứ đúng là ngữ pháp đi để đọc sách. Cho nên là nhiều trường hợp mình làm nó khác nhau, ngữ pháp khác nhau nhưng cái nghĩa vẫn chung chung như nhau thì không sai, cô để vẫn nghiêm vậy. Rồi bây giờ Thùy Linh đi, tiếp tục Thùy Linh và một bạn nữa cho cô đã cô giao tiếp cho cô từ câu số 1 đến câu số 8 đi. Thùy Linh và Luyến đi Luyến nha, Luyến làm xong chưa? Rồi, hai bạn giao tiếp với nhau đi, bây giờ mình sửa rồi, trong bài tập các bạn cũng làm hết rồi. Thì bây giờ cứ AB, nói xong đổi lại.
đúng rồi, từ 1 tới 8. Thùy Linh nói chứ, Thùy Linh. Cái gì đọc lại cho cô, y y gì y cơ sư huê sa ơi à, huê huê u san huê gì y hoa e y cơ sư à, cái này yuna y cơ sư yuna e à. À nhiều cô số nào à, đây đây cô số nào vậy, à nhiều thấy trên bảng chưa. Hoa si ư chi cát hoặc là hoa si e, hoa gì e, lặp lại chỗ này, hoa gì đây, hoa gì nhé, rồi lính đặt lại lên hoa gì đây, su dân gió hen là du lịch rồi, su dân mới là bơi lội. Rồi lặp lại câu này, cưng thì cưng cãi á, à che cưng thì cưng cãi á, rồi đổi lại. Không sao, chua nì ca vẫn là vì nên. Như cô nói ngày mai phải học đến nì ca temone nè, vẫn nghĩa bằng với gì a sơ, nhưng nó có một chú ý, một số chú ý để